Trời ơi, kiếp nạn 82 của tôi khi làm cá lóc hấp bầu. Lúc đầu đi chợ là tính mua con cá lóc nhỏ thôi. Không biết sao nghe lời cô bán cá bà kêu á, hấp bầu là con phải mua cá lóc bự, ăn nó mới ngon. Thì tôi cũng nghe lời bả tú con cá lóc gần 1 kg luôn. Đối diện của cô bán cá là chị bán bầu. Xong rồi tôi qua tôi hỏi bả, chị ơi lấy cho em trái bầu nào mà bằng con cá của em đi hấp. Bả căng trái bầu đưa tôi. Tôi còn hoang mang tôi hỏi bả, chị ơi em thấy trái bầu nó ngắn nó nhỏ quá, không biết là nó vừa con cá của em không. Bả còn trả lời với mình á, em ơi con cá nhỏ xíu mà trái bầu bị lớn này mà không vừa vậy em mua đi, nếu mà không vừa trả cho chị. Đây đây mọi người nhìn xem, tại con cá lóc mập nè hay là tại trái bầu của em nó bự mà nó không được dài. Xong rồi là em bỏ vô trong cái nồi em hấp, cái nồi nhỏ quá không có vừa, em chơi cái nồi hấp sôi luôn, không có cọng dây gì mà để cột, tôi lấy cọng dây thun cột luôn. Xong rồi để con cá nằm yên nó hấp khoảng 20 phút. Sẵn phe với mọi người là bữa nay em đập hộp cây son mới, mà nói nạo ngay từ trước trời xài rất là nhiều hãng son rồi, chưa có loại son nào mà nó đẹp mà nó lại như son HB hết trơn á. Chắc son thì lên môi mướt môi mịn môi nè, không có làm khô môi. Đặc biệt cái độ liền son HB này ăn uống thoải mái, không lem không trôi, không dính khẩu trang nè, uống nước cũng sẽ không lem dính thành cốc. Bà nào mà thích xài son lì ăn uống không lem không trôi á thì nên sở hữu một cây nha. Lo làm video test son cho mọi người xem mà con cá lóc của mình như thế này nè, cá nằm một nơi, bầu một nơi, dây thun bị đứt làm hai. Đây đúng là kiếp nặng 82 của tôi khi làm cá lóc hấp bầu mà thôi cũng kệ nó, trước sau cũng đem trái bầu ra để mà ăn cá mà. Cá lóc hấp bầu này mình cũng có chuẩn bị sẵn rau cải, bún bánh tráng để mình cuốn nha. Bây giờ Tiên mà cả nhà mình ăn cá lóc hấp bầu phiên bản lỗi của Tiên nha. Mà nói gì thì nói, cá lóc hấp vẫn ngon nha. À mà quên nữa, chị bán bầu bác kia mình á, nếu mà trái bầu không vừa với con cá đem mà trả cho bả, rồi bây giờ có nên trả không ta?